Chúng ta đi qua một cái nội dung tiếp theo rất quan trọng trong cái bài dao động điều hòa. Trong phần dao động điều hòa này, thầy sẽ không có trình bày riêng cái phần lý thuyết với các dạng toán. Thay vào đó là các dạng toán sẽ được lồng ghép chung vô cái phần bài học luôn các em nhé. Ở phần trước, thầy đã trình bày cho các em là các cái khái niệm về dao động tuần hoàn, dao động điều hòa, phương trình vận tốc, phương trình gia tốc và các cái khái niệm về chu kỳ tần số và tần số gốc. Chúng ta đi qua tiếp theo một cái nội dung rất quan trọng trong cái bài dao động điều hòa, đó là hệ thức độc lập. Hệ thức độc lập ở đây vì mới có trong cái nội dung dao động điều hòa thôi nên thầy chỉ trình bày riêng mối liên hệ giữa X, A và V thôi các em nhé. Cái phần này các em nên hệ thống nó lại theo một cái chuỗi các kiến thức nha. Và phần này các em có thể xem nó trong cái dạng toán cũng được, cái dạng toán sử dụng cái hệ thức độc lập. Trước khi nói qua hệ thức độc lập thì thầy nhắc lại cho các em, thứ nhất là về cái phương trình của ly độ, đó là x bằng a cos của omega t cộng cho phi. A, omega và phi là hàng số, chúng ta nói trước đó đây ha. Và thứ hai là v thì nó bằng là trừ omega a sin của omega t cộng cho phi. Ở đây để xét về độ lệch pha giữa hai cái dao động này thì chúng ta đưa nó về cùng một cái dạng. Chúng ta có thể viết lại là V nó sẽ bằng là, chúng ta đưa nó về cùng một cái hàm số lượng giác, V sẽ bằng omega A cos của omega T cộng phi cộng cho bi chia 2. Các em có thể cái phần này để đưa về đây thì xét về cái độ vuông pha của nó, là các em để ý là x với v đó, x với v thì nó lệch pha nhau một góc là pi chia 2. X với v nó lệch pha nhau một góc là pi chia 2, và cụ thể là cái vận tốc đó, phương trình của vận tốc thì nó sẽ sớm pha hơn ly độ một góc là pi chia 2. Và cho nên các em nhớ là x là với v là nó vuông pha với nhau nha. Rồi. Và các em sẽ có được cái, nếu mà hai cái phương trình dao động mà vuông pha với nhau thì các em sẽ có được một cái hệ thức độc lập các em nhé. Ở đây nè, cái hệ thức độc lập này các em có thể dễ dàng chứng minh như sau. Từ hai cái phương trình này thì các em sẽ có là x chia cho a nó sẽ bằng là cos của omega t cộng cho phi. V chia cho trừ omega a thì nó sẽ bằng là sin của omega t cộng cho phi. Từ đây em bình phương hai vế lên, em bình phương hai vế này lên thì em sẽ suy ra được là gì? Từ đây em sẽ có được là x bình phương chia a bình phương cộng cho v bình phương chia cho omega bình phương a bình phương. Này, em lấy là bình phương vế bên trái, x bình phương chia a bình phương tức là bình phương của vế trái, thì bên đây nó sẽ bằng là cos bình phương của omega t cộng phi. Ở chỗ này sẽ là sin bình phương của omega t cộng phi. Em cộng vế theo vế lại thì vế bên trái của các em đó nó sẽ là x bình phương chia cho a bình phương cộng với v bình phương chia cho omega bình phương a bình phương nha. Vế phải sẽ là cos bình phương của omega t cộng phi cộng với sin bình phương của omega t cộng phi, thì chỗ này nó sẽ bằng là 1. Và từ đây các em có được một cái hệ thức độc lập với thời gian, tức là trong cái phương trình này không có phụ thuộc vào cái thời gian ha, không có chứa thời gian trong đây. Từ đây thì em sẽ có được là gì đây, là chốt lại các em sẽ nhớ, từ đây các em thấy quy đồng nên đây em cho là a bình phương sẽ bằng là x bình phương cộng cho v bình phương chia cho omega bình phương. Các em nhớ được cái cách chứng minh thôi, còn em thuộc như thế nào cũng được. Em thuộc ở trên này cũng được, ở đây cũng được, tự em biến đổi ra là xem sẽ có được là mối liên hệ x a v đó là vào cái thời điểm cùng một thời điểm t vật có cái ly độ là x, vận tốc là v, thì sẽ là a bình phương bằng x bình phương cộng v bình phương chia cho omega bình phương. Rồi, đó là cái hệ thức độc lập thứ nhất nha. Cái thứ hai là giữa cái a với phương trình gia tốc với phương trình vận tốc. Chúng ta có thể có nhiều cái cách để chứng minh giữa phương trình vận tốc với gia tốc. Ở đây là hệ thức độc lập thứ nhất là giữa x và v nha. Các em có thể hiểu theo cái cách như này để tìm cái mối liên hệ giữa cái gia tốc với cái vận tốc. Thầy đang nghĩ là muốn trình bày cho các em theo cái công thức lượng giác, hoặc là trình bày theo các em là theo cái nghĩa là
A thì nó sẽ bằng là trừ omega bình phương nhân với x. A thì bằng trừ omega bình phương nhân với x. Nên là từ đây em sẽ có là x nó sẽ bằng là A chia cho trừ omega bình phương. Và em đem thế vào đây, em đem thế cái chữ x vào đây thì em sẽ có được cái hệ thức độc lập thứ hai. Cái này chúng ta gọi là số 1. Đó. Và em sẽ có được cái hệ thức độc lập thứ hai. Hệ thức độc lập thứ hai thì em chỉ cần là thế cái chữ x bằng là a chia cho omega bình phương vào thì em sẽ có được hệ thức độc lập thứ hai. Chỗ này sẽ là a bình phương, nó sẽ bằng là a nhỏ bình phương là cái gia tốc đó, chia cho omega mũ 4 cộng cho v nhỏ bình phương chia cho omega bình phương. Đây là hệ thức độc lập thứ hai theo a nhỏ theo gia tốc và vận tốc. Và cái hệ thức độc lập này thì các em nhớ là thầy muốn nói thêm về cái phương trình của cái độ lệch pha của vận tốc và gia tốc. Thì giữa vận tốc và cái gia tốc đó, thì gia tốc nó sẽ sớm pha hơn vận tốc một góc là pi chia 2. Cho nên các em sử dụng cái công thức lượng giác thôi các em ạ. Đây nè, em xem bên này như là cos của alpha mà cộng với pi chia 2 thì nó sẽ bằng trừ sin của alpha. Cho nên trừ sin của alpha chỗ này nè. Thì chúng ta sẽ viết ra lại là cos của cái nguyên gốc này các em xem như là alpha thôi thì sẽ bằng là bên này cộng với pi chia 2 như vào nha. Và tương tự như thế thì các em cũng sẽ thấy được cái độ lệch pha của cái gia tốc và vận tốc như sau. Em có là phương trình gia tốc là bằng trừ omega bình phương a sin của omega t cộng cho phi. Thì chỗ này a nó sẽ bằng là omega bình phương a cos của omega t. Chỗ này là cos. Là cos của omega t cộng phi cộng bi. Đây là cái công thức cung liên kết trong cái phần lượng giác á. À, nếu em nào học tốt phần lượng giác thì tới đây sẽ biết là làm mất cái dấu trừ chỗ này để đưa cho nó về cùng cái dạng với nhau so sánh cái pha đó. Thì a sẽ bằng là omega bình phương cos của omega t cộng phi cộng cho pi. Anh này là cộng cho pi. Thì em lấy hai cái pha dao động này em trừ cho nhau thì em sẽ thấy là em lấy pha dao động của a trừ đi cho pha dao động của v thì nó sẽ ra là pi chia 2. Tức là phương trình của gia tốc thì nó và gia tốc nó sẽ dao động sớm pha hơn cái vận tốc một góc là pi chia 2. Rồi từ đây các em nhớ là đó là a vuông pha với v và pha của a đó là a sớm pha hơn nhé, sớm pha hơn à, sớm pha hơn v. Rồi còn cái này thì v sớm pha hơn x một góc là pi chia 2. Vậy thì nếu mà so sánh giữa cái gia tốc và cái ly độ đó thì gia tốc sẽ sớm pha hơn ly độ một góc là pi, hay là gia tốc và cái ly độ a với lại là x thì nó ngược pha, a x nó ngược pha nhau. Rồi giờ thầy vừa trình bày cho em là cái cách để chứng minh hai cái hệ thức độc lập, đó là hệ thức lập thứ nhất a bình phương bằng x bình phương cộng v bình phương chia omega bình phương. Hệ thức độc lập thứ hai là a bình phương bằng a nhỏ bình phương chia omega mũ 4 cộng với v nhỏ bình phương chia cho omega bình phương. Và cũng trình bày cho em luôn là cái mối liên hệ giữa cái độ lệch pha vận tốc gia tốc với cái ly độ. Vận tốc thì sớm pha hơn ly độ một góc là pi chia 2. Thì nếu chúng nói ngược lại là ly độ trễ pha hơn vận tốc một góc là pi chia 2. Nên khi đọc đề những câu trắc nghiệm chúng ta phải đọc cho kỹ. Chúng ta hiểu là này sớm pha hơn thì người ta có thể viết ngược lại hoặc người ta có thể nói là vuông pha với nhau nha. Còn gia tốc thì sớm pha hơn vận tốc một góc là pi chia 2 và nó sớm pha hơn ly độ một góc là pi. Lệch pha nhau một góc là pi thì người ta gọi là ngược pha nhau các em nha. Rồi chúng ta qua cái phần tiếp theo, đó là cái ví dụ số 1 về cái cách để các em sử dụng cái hệ thức độc lập như sau. Ví dụ như là cho cái dao động điều hòa có cái phương trình ly độ là x bằng là 3 cos của pi t cộng với pi chia cho 3. Khi vật ở cái ly độ x bằng là 1, đây đơn vị là cm nhé. Khi vật ở vị trí có ly độ là 1 cm thì cái tốc độ của vật là bao nhiêu? Rồi, khi vật ở cái ly độ là 1 cm thì tốc độ của vật lúc đó là bao nhiêu? Cái hệ thức độc lập là chúng ta sử dụng trong cái trường hợp là cùng một thời điểm các em nhé.
là cùng một cái thời điểm là x là như này thì v là bao nhiêu, là cùng một cái thời điểm với nhau chúng ta mới sử dụng hệ thức độc lập. Chứ cùng một cái thời điểm ở đây mà hỏi v ở một cái vị trí khác thì gõ ràng là vô lý rồi ha, chúng ta không sử dụng được hệ thức độc lập đấy. Hệ thức độc lập là phải xảy ra ở cùng một thời điểm các em nhé, tức là cùng một thời điểm vận ly độ là ở đây, ly độ là bao nhiêu thì cái thời điểm đó vận tốc là bao nhiêu nha. Rồi chỗ này chúng ta sẽ trình bày như sau. Đầu tiên các em xác định là A là bằng là 3, đơn vị là cm, chúng ta tạm thời bỏ qua cái phần đơn vị đi ha. Omega là phi, x là bằng là 1, 1 nên là 1 cm. Thì để tính V, các em tự biến đổi cái công thức này đi các em đừng có thuộc nhiều cái công thức quá. Ví dụ như là từ đây biến đổi ra một đống công thức rồi tự nhiên thuộc thêm một đống công thức phía sau nữa, không phải. Cái các em cần thuộc là công thức tính gốc này nè. Còn những cái công thức phía sau á thì các em thuộc dựa trên công thức gốc biến đổi ra, tự tay các em biến đổi ra. Các em đừng có đi đi chép sẵn những cái tài liệu mà người ta biến đổi một đống công thức gì đó. Ví dụ như đây, thầy có thể tự ghi ra cho em là V nó sẽ bằng là gì? Cộng trừ omega căn bậc 2 của a bình phương trừ x bình phương. Thế thì ngồi mà thuộc cái này là chết rồi. Nếu mà tự em thuộc cái này từ cái việc người ta biến đổi là xong xong nha. Phải tự tay các em từ đây biến đổi ra tới đây thì các em mới ghi nhớ được. Và bản chất của công thức là từ đây có trước rồi sau đó mới dẫn đến những cái này là hệ quả của nó thôi nha. Rồi quay trở lại bài này thì để tìm V đã có XA và Omega thì các em thấy bằng thức là A bình phương nè thì nó sẽ bằng là X bình phương nè cộng cho V bình phương chia cho Omega bình phương. Ở đây chúng ta lấy B bình phương bằng 10 đi cho nó tiện nha. Thì từ đây các em sẽ có được là gì đây, là X bình V bình phương chia cho Omega bình phương nó sẽ bằng là A bình phương trừ đi cho X bình phương. Vậy là V bình phương nó sẽ bằng là Omega bình phương nhân cho X bình phương A bình phương trừ cho X bình phương. Rồi lấy căn bậc 2 vế thì em sẽ được là trị tuyệt đối của V nó sẽ bằng là trị tuyệt đối của V nó sẽ bằng Omega căn bậc 2 của A bình phương trừ đi cho X bình phương. Rồi xong rồi. Tới đây các em chỉ việc thế số vào thôi. Rồi chỗ này nó sẽ ra là gì đây? B nhân cho căn bậc 2 của A, đề bài cho các em rồi nè. A là cho bằng nhiêu đây? A là bằng 3 là thế vào. Thì sẽ là 9 trừ đi cho 9 trừ đi cho 1. Và này là B là bằng căn 10 nhé. B là bằng căn 10. Này là nhân 2 căn 2. Rồi. Vậy nó sẽ ra là bằng 4 căn 5. Xong rồi các em ạ. Được không? Đó là cái ví dụ số 1 để cho các em nắm được cái hệ thức độc lập nha. Chúng ta qua tiếp cái ví dụ số 2. Một vật dao động điều hòa. Một vật dao động có cái phương trình liên hệ giữa có cái phương trình liên hệ giữa x và V như sau. Đó là 10 mũ 3 x bình phương nó sẽ bằng là 10 mũ 5 trừ đi V bình phương. Tìm x, tìm E và Omega. Câu A là tìm E và Omega. Câu B là khi cái gia tốc bằng là 50 mét trên giây bình. Ở mấy cái đơn vị này khỏi ghi được, trắc nghiệm. Tìm cái V. Rồi. Các em quan sát cái ví dụ số 2 các em nhé. Đề bài cho cái phương trình liên hệ
trong cái hệ thức liên hệ giữa cái ly độ và cái vận tốc của một cái vật dao động điều hòa. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm ra cái mối liên hệ x và v. Các em nhìn thấy nè, cái hệ thức độc lập của các em nó có dạng là x bình phương cộng với v bình phương chia cho omega bình phương, tức là cái hệ số đứng trước x bình phương chỗ này nó phải là bằng 1. Thì em biến đổi đưa về cho nó đúng cái hình thức này mà thôi. Em chỉ cần chia xuống 2 vế cho 10 mũ 3 thì chỗ này từ cái phương trình là 10 mũ 3 x bình phương bằng là 10 mũ 5 trừ đi v bình phương, thì chỗ này sẽ tương đương x bình phương cộng cho v bình phương chia 10 mũ 3 nó sẽ bằng là 10 mũ 2. Được không? Và từ đây thì em sẽ có được là A của em là bằng bao nhiêu? A bình phương của em là 10 và omega bình phương của em là bằng 10 mũ 3. Rồi, ở đây lấy bi bình phương bằng 10 đi, bi bình phương bằng 10 cho dễ nha. Vậy là từ đây các em sẽ có được là A nó sẽ bằng là, đây là 10 mũ 2 nhé, A sẽ bằng 10 và omega nó sẽ bằng là em lấy căn bậc 2 lại, 2 vế thì nó sẽ ra là 10 căn 10, 10 căn 10 tức là 10 bi ấy. Rồi. Ở đây cho cái gia tốc này thường nó có liên quan đến thằng cho nó bi vô đi, cm trên dây bình đi. Rồi. Bây giờ là chúng ta có A omega tại cái thời điểm T nào đó, chúng ta chưa biết cái gia tốc của vật là bằng 50 pi cm trên dây bình phương, và người ta hỏi mình cái vận tốc lúc đó là bao nhiêu. Cái này người ta có thể hỏi rõ luôn là cái vận tốc luôn chứ không cần phải hỏi là cái tốc độ đâu ha. Hỏi rõ luôn cái vận tốc thì khi đó người ta sẽ cho mình thêm những cái thông tin để mình xác định được về cái chiều chuyển động lúc đó. Nếu vật chuyển động theo chiều dương thì lúc đó vận tốc nhận giá trị dương. Nếu vật chuyển động theo chiều âm thì lúc đó vận tốc nhận giá trị âm. Nên là chúng ta đọc đề và phân tích thêm cái thông tin đó sẽ giải quyết tìm được là cụ thể, nếu mà chúng ta cũng tìm được cụ thể cái vận tốc chứ không phải là cái tốc độ. Ở đây cho A và V thì chúng ta coi cái hệ thức độc lập thứ hai. Là từ đây các em sẽ có là em biến đổi này, từ em biến đổi được không ạ? Trên này sẽ có là V chuyển về qua, quy đồng lên đi, V bình phương này, V bình phương nhân về lên đây thì nó sẽ bằng là căn bậc 2 nhân chéo lên cho cái omega bình phương đi, thì nó sẽ bằng là căn bậc 2 của trị từ đó của V, nó sẽ bằng căn bậc 2 của A bình phương omega bình phương trừ cho A nhỏ bình phương chia cho omega bình phương. Được không các em? Rồi. Thì từ đây các em chỉ việc thế số vô nữa là xong rồi. Vậy em sẽ có là trị tuyệt đối của V thì nó sẽ bằng là căn bậc 2 của omega bình phương. Ôi, để mình lấy căn này chi ta? Khỏi đúng không? Cái A bình phương, omega bình phương thế đây thôi mà. Vậy mình sẽ được là thế này là 10 bình A bình phương là bằng 10 nè. Vậy thế này sẽ là 10 mũ 2 nè nhân cho 10 mũ 3 nè. Rồi trừ cho A bình phương, A bình phương là chỗ này sẽ là 2, B bình phương là bằng 10, này sẽ ra 2500. Hai nghìn năm trăm nhân với 10 là ra là 25.000. Rồi thôi, tới đây các em tự tính giúp thầy nhé. Thầy quên chuẩn bị cái máy tính nên là các em tự tính giúp thầy cái kết quả còn lại nhé. Trước khi kết thúc cái các cái ví dụ về hệ thức độc lập đó, chúng ta sẽ qua một cái ví dụ số 3 cho các em dễ hình dung nha, rõ hơn về phần này. Ví dụ số 3, cái phần này tự cho số nó sẽ sai. Ví dụ số 3, một vật dao động điều hòa vào cái thời điểm T1 và có cái ly độ là x bằng là x1 bằng là 2. Và lúc đó cái vận tốc V của nó là bằng là 3 m trên giây đi. 2 cm đi.
Vào thời điểm T2 và có cái đi độ x2 là bằng, ví dụ như này bằng là trừ 1 đi, thì lúc này V nó sẽ bằng là 3 pi đi. V này sẽ bằng là 5 pi. Rồi tìm E và Omega. Ở đây có hai cái thời điểm khác nhau các em nhé. Thì cái này các em chỉ cần thuộc cái hệ thức độc lập thôi. Cứ mỗi một cái thời điểm thì cho các em một hệ thức độc lập và các em lập cái phương trình các em giải ra. Còn các em muốn tìm cái công thức tính nhanh đó, là sau khi mà các em đã giải nhiều bài toán dựa trên cái nền tảng là tự chứng minh công thức này, và khi đó những cái dạng toán này sẽ thấy nhiều em cứ cố gắng thuộc công thức tính nhanh không biết để làm cái gì. Trong khi những cái dạng như này nè thì chúng ta cứ thấy là ở một cái thời điểm T1 đi độ x1, vận tốc là v1, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái hệ thức độc lập, chúng ta ghi ra đi. Ở thời điểm T2 chúng ta ghi ra cái hệ thức độc lập thứ hai, thì khi đó chúng ta sẽ tìm ra được a với omega mà thôi. Ở đây nè, các em sẽ dễ dàng có được cái hệ phương trình như sau, là từ cái hệ thức độc lập a bình phương bằng x bình phương cộng v bình phương chia cho omega bình phương. Ở thời điểm T1 chúng ta có một cái hệ thức độc lập thứ nhất, đó là chúng ta có được là a bình phương bằng là x1 bình phương cộng v1 bình phương chia cho omega bình phương, và a bình phương bằng là x2 bình phương cộng cho v bình phương chia omega bình phương. Ở đây có hai ẩn, đó là a và omega. Em thế số vào, em bấm máy tính thôi, không có vấn đề gì cả. Ở đây thầy nghĩ là đừng có thuộc công thức tính nhanh. Thế vào là a bình phương nè, x bình phương thì chỗ này sẽ ra là bằng là, ví dụ chỗ này là bằng 4 đi, 4 cộng với chỗ này là 3 pi, tất cả bình phương chia cho omega bình phương, rồi để a nhỏ bình phương bằng là 1 cộng với 5 pi, chia 5 pi tất cả bình phương chia cho omega bình phương. Và lúc này các em bấm máy tính giải hệ phương trình là xong rồi các em nhé. Các em sẽ giải ra chỗ này sẽ ra là gì đây, em viết lại là sẽ là a bình phương trừ cho 3 pi tất cả bình phương nhân 1 phần omega bình phương bằng 4. A bình phương trừ đi cho 5 pi tất cả bình phương nhân với 1 phần omega bình phương bằng 1. Thì chỗ này các em sẽ xem như là cái phương trình của các em đó là x nó sẽ bằng là a bình phương và y nó sẽ bằng là cái hệ phương trình em đó là bằng 1 phần omega bình phương. Và các em bấm máy tính giải cái hệ phương trình bậc 1, giải máy tính bấm máy tính giải hệ phương trình bậc 1, thì lúc đó các em sẽ giải ra tìm được là a bình phương và 1 phần omega bình phương là ra kết quả rồi đó. Cái phần này các em không cần phải thuộc công thức tính nhanh để làm cái gì, em chỉ cần là nắm cái hệ thức độc lập và sau đó các em lập cái hệ bấm máy tính giải hệ phương trình là xong. Cái hệ phương trình chỗ này thì các em sẽ giải được là a bình phương và 1 phần omega bình phương, là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số, bấm máy tính cái cập là ra ngay. Có thể là người ta sẽ cho em vào cái thời điểm T1 và có cái vận tốc V1 và gia tốc A1. Vào thời điểm T2 và có cái vận tốc là A và V2 và gia tốc là cái A2, thì các em sử dụng cái hệ thức độc lập thứ hai và lập cái hệ phương trình bình thường các em nhé. Lúc đó các em có thể là do nó lệch mặt thì có thể là giải tay, các em trừ xuống là xong, không có vấn đề gì cả. Được không? Nếu mà trường hợp thứ hai thì các em có thể hoàn toàn có thể lập cái hệ thức độc lập tương tự vậy ha, cũng lập cái hệ thì sẽ nó giải ra. Thầy sẽ dừng lại cái bài giảng về cái hệ thức độc lập ở đây, và các em cũng đừng quên để lại cái bình luận về cái cảm nhận của em về cái bài giảng để thầy có thể điều chỉnh lại cho tốt hơn, làm sao cái kiến thức chính xác nhất và dễ hiểu nhất để mang đến cho các em. Và cũng đừng quên một điều hết sức quan trọng, đây là cái bài giảng mà chúng ta được xem một cách là rất là thoải mái và tự nhiên, nên đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh thầy kênh nhé. Chúng ta sẽ dừng lại cái hệ thức độc lập và sẽ tiếp tục những cái dạng toán trong cái bài dạy học điều hòa ở phần phía sau các em nhé.